Hello, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ tiếp tục mang đến cho anh em là dòng sản phẩm cục đẩy cao cấp. Cục đẩy này là cục đẩy ráp tay anh em, đến từ thương hiệu là M&F và tên model là B.K. Nên mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế của sản phẩm trước. Về hình thức là con này là mới trên 90% anh em. Và thiết kế của sản phẩm thì rất là đơn giản anh em ạ. Chúng ta sẽ có hai cái volume để điều chỉnh hai channel 1 và 2. Ở đây chúng ta sẽ thấy là một cái quạt tản nhiệt của sản phẩm. Và ở đây chúng ta thấy là nút nguồn anh em. Con này là hàng Made in Japan nha anh em. Để mời anh em xem qua. Con này là một dòng sản phẩm mà có một cái công suất là phải nói là cực kỳ là khủng nha anh em. Và vì đặc biệt thì giá của nó thì chỉ mức tầm trung thôi anh em à. Bên này thì Nhật sẽ để lại cho anh em một mức giá rất là tốt, chỉ với 6.600.000 đồng. Bởi nếu anh em muốn mua thì anh em thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại, hoặc anh em gọi Zalo cũng được, để Nhật tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất cho tất cả các anh em. Rồi mời anh em cùng xem qua bề mặt sau của sản phẩm. Và bề cấu hình của này thì phải nói cực kỳ khủng anh em. Nội thất bên trong cực kỳ chi tiết và cực kỳ dày đặc. Và con này tổng trọng lượng của em nó là phải đến tận là 25kg trở lên, nhưng mà nói chung này nó là rất là nặng nha anh em. Đây, mời anh em cùng xem qua bề mặt sau của sản phẩm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến thông số và cấu hình sản phẩm trước nha anh em. Bên này thì sẽ sạc điện là 100V và công suất là 820W. Đây, mức công suất rất là lớn nha anh em, đủ là anh em chiến với những cặp loa 4 tấc. Đây, bên cạnh là cái cổng mà kết nối tín hiệu cùng vào của sản phẩm là dây loa nha anh em. Đây, cái này kết nối dây loa, em xỏ dây vào cái lỗ ở phía trên. Họ đang cắm đồ bắp chuối. Ok. Cái này có hình khủng nha anh em, ghép 4 loa và chơi 4 loa 3 tấc và 4 loa 4 tấc tùy dòng nha anh em. Đây, MF Corporation Japan. Đây, bên cạnh là cái cổng kết nối tín hiệu nguồn vào qua chiếc ba lăng đực hoặc ba lăng cái anh em. Nói chung thì con này cách kết nối của nó thì rất là nhiều và rất là đầy đủ anh em ạ. Đây, cấu hình của nó, đây lung linh bảy sắc cầu vồng nha anh em. Con này sẽ trang bị là một tăng phô cực kỳ là bự anh em ạ, to như là một cái bát cơm anh em. Đây, vàng óng ánh em ạ, rất là đẹp. Hai tổ dập nguồn rất là lớn. Và sản phẩm thì sẽ chạy cho chúng ta tổng cộng là 16 tòa than nha anh em. Ở bên đây một vớ và bên đây là vớ. Đây, mời em xem. Đây, 16 con domino xanh ken, 4 con đen và 4 con xanh. Đây, anh em thấy tên của Toshiba ngay tại phía trên. Và một vài con đệm ở đây nữa anh em ạ. Đây, chúng ta ở bên đối diện nha anh em. Đây, tổng cộng là 16 con domino của Toshiba. Để anh em nhìn xem bảy mặt của sản phẩm anh em. Vẫn còn mới tinh tươm anh em ạ. Con này một dòng khủng, cấu hình gì đó thì phải nói là xuất sắc. Rồi thôi, không dài dòng nữa, mời anh em cùng thưởng thức chất âm của M&F B.K. Ngồi một mình lúc anh xa
Cyber sức mạnh du lịch đẩy M&M thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu em thấy video hữu ích hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.